Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhựt Audio. Trong video hôm nay thì Nhựt sẽ tiếp tục là mang đến cho anh em mà một đẩy đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Toa, và dòng này sẽ có tên model là P-75D. Đây là một cục đẩy ở phân khúc giá rẻ thôi, nhưng mà chất âm vẫn là rất là hay và khả năng mà phối ghép loa nó cực kỳ tốt. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về thôi, nhưng mà về hình thức còn rất là mới, đẹp keng, tầm khoảng là trên 90% nha em. Toa cũng là một trong những thương hiệu mà sản xuất những cục đẩy rất là nổi tiếng tại Nhật Bản, và thiết kế những dòng toa anh em thấy là đặc biệt là nó sẽ có phông chữ màu cam nha em. Cái nét đặc trưng rất là lớn của những cục đẩy đến từ thương hiệu và của Toa. Đây, mời anh em cùng xem qua về thông số kỹ thuật ở mặt sau của sản phẩm này. Đây, sản phẩm nó sẽ trang bị cho hệ thống là 4 cặp loa nha anh em. Còn bên đây là hai bên là các cổng nó mang đến tín hiệu nguồn vào. Và đặc biệt chỗ là nó sẽ trang bị chúng ta rất là đầy đủ anh em à. Vừa qua jack 6 ly, vừa qua jack Canon nha anh em. Canon này thì vừa Canon đực, vừa Canon cái để cho anh em có thể mà thoải mái lựa chọn nhưng mà. Đây, mình đang cùng xem qua tem dòng sản phẩm này. Đây, này sẽ đến từ thương hiệu là của Toa, được sản xuất bởi Toa Corporation, hàng chính hãng là Made in Japan. Tên model là P75D, điện là 100V và công suất là 158W anh em. Nhưng mà con này thì đánh lực hơn cái mức công suất mà nó ghi trên đây rất là nhiều anh em ạ. Nói chung đối với những dòng sản phẩm nó cũng đẩy mình phải test, mình chơi, mình trải nghiệm rồi mình mới thấy giá trị thực sự của nó và mang đến cho tất cả các anh em. Còn về nội thất ở bên trong của cục đẩy Toa P75D nó còn rất là mới, rất là đẹp keng anh em à. Con này sẽ trang bị chúng ta một tăng phô rất là lớn. Đây là dòng tăng phô rồi anh em. Đây là một loại mà nó rất là xịn sò anh em à, được trang bị trên rất là nhiều những cục đẩy. Ví dụ như là cục đẩy của do sao anh em cũng trang bị trong phô này. Và con này chạy tổng cộng là 4 tụ động nguồn. Và đặc biệt thì con này chạy đến tận là 16 con sò domino anh em. Nên khả năng khuếch đại âm thanh của nó vẫn là rất là bùng nổ nhưng mà. Tuy là một dòng sản phẩm giá rẻ thôi mà nó được trang bị đến tận là 16 con sò anh em. Và thôi không dài dòng nữa, mình vào ngay bài test chất âm của Toa P75D. Mời anh em. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng? Sức mạnh của cục đẩy Toa 75D đánh tiếng ra phải nói là rất là lực anh em à. Dòng này anh em chơi tốt với những cặp loa là tầm 3 tấc hoặc 2,5 tấc đổ dài, anh em nghe nhạc hát karaoke phải nói là best là nhẹ anh em. Và anh em mà có loa sub anh em ghép vào chơi nó rất là tốt luôn. Nhưng mà đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là cực kỳ hot ở phân khúc giá rẻ của sản phẩm này, chỉ với 3.300.000 đồng. Và nếu mà anh em muốn mua anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc là Zalo đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và ok, xin chào tất cả anh em nha, và tất cả anh em vào những video sau. Bye.